xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký chống dịch COVID-19 sáng ngày 19 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, kể từ 12 giờ ngày hôm nay, ngày 19 tháng 12, quận Hai Bà Trưng, 5 phường thuộc quận Hoàn Kiếm sẽ dừng các hoạt động không thiết yếu, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về. Vài giờ sau khi Hà Nội công bố cấp độ dịch, quận Hai Bà Trưng đổi màu từ vàng sang cam, tức là cấp độ 3 có nguy cơ cao. Ủy ban nhân dân quận này đã điều chỉnh các biện pháp hành chính trên địa bàn. Theo đó, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang về. Hoạt động thể dục thể thao ngoài trời sẽ tạm dừng. Học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Cùng với đó, tại quận Hoàn Kiếm, 5 phường Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông được đánh giá cấp độ 3 cũng được quận Hoàn Kiếm thông báo áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng từ 12 giờ ngày hôm nay. Ở quận Tây Hồ, 2 phường ở mức độ 3 là Yên Phụ và Quảng An đã được đề nghị tạm dừng các hoạt động không thiết yếu, cửa hàng sẽ chuyển sang bán hàng mang về. Trước đó, chiều ngày 18 tháng 12, Hà Nội công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống COVID-19. Toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2 có nguy cơ trung bình, màu vàng. 24 quận huyện cấp độ 2, tăng 3 quận huyện so với trước. 4 huyện cấp độ 1 có nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh và 2 quận Đống Đa, Hai Bà Trưng cấp độ 3. Thưa quý vị, kể từ ngày 20 tháng 12, việc điều trị F0 tại nhà sẽ không còn là thí điểm mà sẽ triển khai ra tất cả các xã phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thông tin này được thông báo tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố Đà Nẵng chiều ngày hôm qua. Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã kích hoạt mô hình điều trị cách ly bệnh nhân mắc COVID-19 tại nhà, nơi cư trú từ tháng 12. Việc này góp phần giảm áp lực cho các cơ sở điều trị COVID-19, tạo tâm lý thoải mái cho bệnh nhân. F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng vừa và nhẹ được cách ly điều trị tại nhà dưới sự giám sát hướng dẫn của nhân viên của trạm y tế lưu động. Người bệnh được cấp thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc, theo dõi diễn tiến sức khỏe hàng ngày tại nhà. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn trong 2 ngày qua đang trong tầm kiểm soát, số ca mắc mới dưới 200 ca một ngày. Thưa quý vị, việc kêu gọi và huy động mạng lưới các nhà thuốc tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được cho là mang ý nghĩa thiết thực để huy động thêm nguồn lực phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có hơn 6.500 nhà thuốc tư nhân, sau lời kêu gọi của Sở Y tế thành phố, đến nay đã có 590 nhà thuốc đăng ký tham gia chương trình chăm sóc F0 tại nhà. Chuỗi bán lẻ dược phẩm này đã có 370 nhà thuốc đồng ý tham gia mạng lưới công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố, chiếm đến 60% trong tổng số nhà thuốc tham gia chương trình chăm sóc F0 tại nhà, với lời cam kết cung ứng đầy đủ thuốc, test nhanh COVID-19, nước súc họng, nước muối sinh lý, đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Với 370 nhà thuốc tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi sẵn sàng đồng hành tham gia vào tiểu ban phòng chống dịch COVID-19. Nhằm đóng góp một phần cho ngành y tế địa phương, đồng thời cam kết là đơn vị tuyến đầu mang lại sản phẩm và dịch thiết yếu và chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có hơn 6.500 nhà thuốc, thường ở các khu vực đông dân cư như gần chợ, khu công nghiệp. Theo đó, các nhà thuốc này sẽ tham gia vào 3 hoạt động chính gồm cung ứng đầy đủ và đúng theo quy định các vật dụng và thuốc cần thiết cho công tác chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người mắc COVID-19, truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho bệnh nhân F0, làm cầu nối giữa F0 với các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc COVID-19 cộng đồng. Bây giờ tôi sẽ kết hợp giữa trạm y tế lưu động, nhà thuốc và các bệnh nhân F0, tức là bệnh nhân và nhà thuốc, mà khi họ khai báo triệu chứng chúng tôi mới khai thác, và nếu xác định được là F0 tôi sẽ chuyển vào trong nhóm và cùng với các bác sĩ để tư vấn hỗ trợ điều trị để làm sao cho bệnh nhân không chuyển nặng. Đối với những trường hợp mà nghi nhiễm F0 thì dược sĩ của chúng tôi sẽ chủ động tiếp nhận, tư vấn cho bệnh nhân, hỗ trợ những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe đầu tiên. Đồng thời thông tin một cái trạm y tế lưu động hoặc là trạm y tế gần nhất với cái nơi F0 cư ngụ để kịp thời kiểm soát, thăm khám và chăm sóc bệnh nhân. Đặc biệt, đội ngũ dược sĩ của chúng tôi thì được cập nhật kiến thức liên tục bởi cái ban đào tạo của Chi hội Dược Nhà thuốc thành phố Hồ Chí Minh. Và cái kiến thức này đã được Sở Y tế phê duyệt. Của báo lao động
vào mà các anh chị đặt câu hỏi trước á, thì tiếp tục. Đại diện Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý, dược sĩ tại nhà thuốc không phải là nhân viên tham gia điều trị trực tiếp cho F0 ở bệnh viện hoặc trung tâm điều trị, nhưng cũng có nguy cơ lây nhiễm cao. Tuy nhiên, bằng trách nhiệm với cộng đồng và những kiến thức về dịch bệnh, hội hy vọng thời gian tới các nhà thuốc sẽ đồng hành với lực lượng tuyến đầu để đẩy lùi dịch bệnh trong năm 2022. Thưa quý vị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có quyết định về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Cụ thể về điều kiện hưởng hỗ trợ và mức hỗ trợ đối với người lao động, đoàn viên là F0, không vi phạm các quy định phòng chống dịch như sau. Tối đa là 3 triệu đồng một người nếu có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị COVID-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. Tối đa là 1,5 triệu đồng một người. Nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị COVID-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. Ngoài ra, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn bị tử vong do nhiễm COVID-19 thì thân nhân của họ được hỗ trợ 5 triệu đồng một người. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh từ ngày 28 tháng 11 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 để giải trình tự gen xác định biến thể Omicron. Bộ Y tế nhấn mạnh hiện Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp mắc biến thể Omicron, tuy nhiên nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào nước ta là rất lớn. Để chủ động giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc biến thể này và triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh từ ngày 28 tháng 11 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính bằng phương pháp NAAT-PCR trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh, phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur để đánh giá dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm gửi về các viện này để thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen nhằm xác định biến thể Omicron. Trường hợp ghi nhận người dương tính với biến thể Omicron thì tiếp tục rà soát, lấy mẫu xét nghiệm của những người tiếp xúc gần và có kết quả xét nghiệm dương tính trước đó, gửi các viện vệ sinh dịch tễ hoặc Pasteur để xét nghiệm giải trình tự gen xác định biến thể Omicron. Tiếp tục với những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, trong báo cáo mới nhất, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết biến thể Omicron đã được ghi nhận xuất hiện tại 89 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đồng thời, biến thể này đang lây lan nhanh tại các khu vực lây nhiễm cộng đồng. Theo báo cáo, số ca nhiễm biến thể Omicron đã tăng gấp đôi trong vòng 1,5 cho đến 3 ngày tại các khu vực lây nhiễm trong cộng đồng. Báo cáo cho biết Omicron đang lây lan nhanh ở những nước có tỷ lệ miễn dịch cộng đồng cao. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nguyên nhân do biến thể này có khả năng né miễn dịch hay là do tính chất siêu lây nhiễm vốn có của nó, hoặc kết hợp cả hai yếu tố trên. Vào ngày 26 tháng 11 vừa qua, WHO đã đưa Omicron vào danh sách các biến thể đáng lo ngại của virus SARS-CoV-2 sau khi phát hiện biến thể này. Tuy nhiên, hiện cơ chế lây lan cũng như mức độ nghiêm trọng của các ca nhiễm biến thể này vẫn chưa được xác định rõ. Thưa quý vị, theo cơ quan y tế Anh, chỉ trong vòng 24 giờ qua, tổng số ca mắc biến thể Omicron tại Anh đã đạt gần 25.000 ca. Riêng số ca mắc mới trong so với 24 giờ trước đó đã chiếm đến gần một nửa. Cũng theo thống kê, hiện có 7 trường hợp tại Anh đã tử vong vì biến thể Omicron. Anh ghi nhận số ca mắc ở COVID-19 cao kỷ lục trong bối cảnh chính phủ nước này tuần trước đã áp dụng kế hoạch B ngừa COVID-19 nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron, trong đó có quy định đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng, các cửa hàng và trong không gian kín, yêu cầu xuất trình hộ chiếu vaccine tại các sự kiện đông người, là chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Thưa quý vị, chính phủ Pháp mới đây đã siết chặt quy định phòng ngừa y tế nhằm ngăn chặn người dân tập trung đông người vào dịp cuối năm, đồng thời dự kiến sẽ ban hành thẻ vaccine để khuyến khích người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong những ngày tới, các địa phương ở Pháp sẽ ban hành lệnh cấm các hoạt động tập trung đông người, không có giấy phép hay ăn mừng ở những nơi công cộng. Các hoạt động bắn pháo hoa hay tổ chức các buổi nhạc hội sẽ bị hủy bỏ.
Chính phủ Pháp dự kiến vào tháng 1 năm 2022 sẽ trình Quốc hội một dự luật chuyển đổi giấy thông hành y tế thành thẻ tiêm chủng, đồng nghĩa với việc người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ không được chấp nhận đến các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim, dù có giấy xét nghiệm âm tính. Tuyên bố của chính phủ được đưa ra khi nước này đang trải qua làn sóng dịch thứ 5 vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Số ca mắc COVID-19 vẫn ở mức cao với trung bình 60.000 ca một ngày trong gần một tuần qua. Bệnh viện tại nhiều địa phương ở Pháp đã rơi vào tình trạng quá tải, trong đó có hơn 3.000 trường hợp phải chăm sóc đặc biệt và đa phần trong số này là những người chưa tiêm phòng vaccine. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 12, Bồ Đào Nha đã bắt đầu tiêm chủng ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 cho đến 11 tuổi. Ước tính tại Bồ Đào Nha có hơn 60.000 trẻ em ở độ tuổi này. Bồ Đào Nha là một trong những nước có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cao nhất trên thế giới, với 88,9% dân số đã tiêm chủng. Hiện châu Âu hiện đang nỗ lực kiềm chế sự lây lan biến thể Omicron, được cho là có khả năng lây lan mạnh hơn. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen cảnh báo biến thể mới này có thể trở thành biến thể chủ đạo tại châu Âu vào giữa tháng 1 năm 2022. Một số quốc gia ở châu Âu hiện đã mở rộng đối tượng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhóm trẻ em. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu ECDC cho rằng chỉ riêng tiêm vaccine là chưa đủ để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Để giảm tải gánh nặng cho hệ thống y tế, ECDC cho rằng vẫn cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác như đeo khẩu trang, làm việc từ xa và hạn chế tập trung đông người. Và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhật ký chống dịch COVID-19 sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.